vận động viên đô gác cũng dùng xa quá, thì son với vận viên cứ đẩy thì mình phải nâng mức tạ cao hơn nhiều. Thì theo em thì những con số đó cũng là mình trong tập luyện á, thì mình cũng đã lặp đi lặp lại cũng rất là nhiều lần. Thì ngày hôm nay em cũng đã cố gắng hết sức mình để đạt được những thành tích. Trước khi bước vào thì theo em thì em cũng đấu với vận động viên Indo này cũng từ 2018 tới giờ, vòng những giải vòng loại Olympic tới giờ, thì theo em thì nhờ những vận động viên này cũng ăn hơn, cũng hơn mình từ 2 đến 3 kg. Thì mỗi động tác là như vậy đó, thì đối với em thì em cần nỗ lực, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn nữa chút xíu nữa thì cộng thêm một phần may mắn và mình sẽ đạt được tấm huy chương cao nhất. Mình đặt ra cái mục tiêu là mình sẽ cố gắng vượt qua những cái khó khăn. Trong những cái khó khăn mình tập luyện thì lúc nào mình cũng cố gắng là suy nghĩ là sẽ cố gắng vượt qua bản thân của mình trước, rồi lúc đó mình có mới hướng đến những tấm huy chương cao nhất. Thì ngày hôm nay em nói chung là cũng rất là thoải mái, cũng hai thầy trò cũng thoải mái và cứ thể hiện những cái phong độ trong tập luyện mà em thay đổi. Có cái thương nghĩ trong đầu là mình, những vận động viên như Eco và những vận động viên Trung Quốc là hiện bây giờ là đang đứng hàng đầu thế giới, thì nói chung theo em thì em nghĩ là mình cũng trong khoảng một thời gian thì trước từ đây tới Olympic là mình sẽ cố gắng đạt được những cái thành tích cao hơn như vậy, hướng đến những